nay Chủ nhật ngày 3 tháng 11 năm 2019, kính mời các bạn xem bản tin Người Việt Nam kiếm tiền ở Anh, dân trồng cỏ, giao mạng cho thầu. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến liên tục những hình ảnh đó là 39 người và đa số trong số đó là người Việt Nam đã chết trong chiếc container lạnh tại Anh. Và ngay cả Thủ tướng Anh cũng đã đến tận nơi để thăm. Ngoài ra, tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày hôm nay cũng chính thức công bố về việc có một số người Việt Nam nằm trong số những người đã chết đó. Và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh của Việt Nam cũng đã chia sẻ với điều này với bà con, những cái người đã có người thân nhân có thể bị mất trong lần ra đi tới Anh lần này. Và vì sao mà những người Việt Nam trốn vào Anh bất hợp pháp thường chọn cách trồng cần sa để nhanh có tiền gửi về quê hương, trả nợ cho chuyến đi và xây nhà như vậy? Sau đây là chia sẻ của người đã từng chứng kiến các sự việc đó trên báo chí quốc tế tại hải ngoại đã đăng tải ngày hôm nay. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy những ngôi nhà của những cái thân nhân được cho rằng của những người không may mắn lần này họ đã mất đi, và hiện nay người thân của họ đang rất mong chờ những thông tin chính thức và có thể đưa xác của họ về Việt Nam để có mai táng. Bài báo nói em phải đến nước Anh để trồng cần sa. Đây là hình ảnh ông Bùi Phan Chính, cha của Bùi Phan Thắng ở Hà Tĩnh, một trong những người nghi ngờ nằm trong số 39 nạn nhân trên xe container vào Anh hôm 23 tháng 10, 2019. Và hình chụp ở đây là ngày 29 tháng 10, năm 2019. Tại sao có 1 tỷ đồng mà không ở Việt Nam mà lại bỏ đi như vậy? Tại sao đã đến Ba Lan, Đức, Pháp không ở đấy mà làm ăn mà lại phải cố đi đến Anh? Tại sao bao nhiêu nghề không làm mà lại chọn nghề trồng cỏ? Và tại sao biết nguy hiểm chết người mà vẫn cứ đi? Cách đây nhiều năm, khi đi qua vùng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, ba địa phương nổi bật nhất trong các số những tỉnh có nhiều người nhập cư bất hợp pháp sang châu Âu, mà điểm đến cuối cùng là Anh và công việc cuối cùng là trồng cần sa. Hai địa phương kia là Quảng Ninh và Hải Phòng thuộc dẫn khác nhau. Đây là chia sẻ của một trong những người có mặt trong những cái cuộc gặp với những người Việt Nam đã trồng cần sa ở Anh. Và khí hậu và môi trường rất khắc nghiệt ở miền Trung của Việt Nam cũng có thể là một lý do mà những người dân ở đây đã phải bỏ xứ mà ra đi như vậy. Và anh chia sẻ tiếp như sau. Đây là hình ảnh của ruộng lúa tại miền Trung khô nứt vì nắng và gió Lào. Và các bạn thấy rất là khó sống ở những cái vùng như vậy. Một nhà báo đã có dịp đi qua các tỉnh miền Trung của Việt Nam, anh cho biết thêm. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình nổi tiếng với đặc sản gió Lào. Riêng Quảng Bình có thêm combo tức là cát trắng gió Lào. Đến nỗi ngày xưa khi an táng thì ngôi mộ trên cát phải dàn hàng chục cục đá đen, kẻo sau một mùa gió thổi, cát bay lộ cả xương trắng. Gió Lào là trải nghiệm kinh khủng, nó là thứ hơi nóng quần quật như bốc lên từ chiếc chảo rang khổng lồ mà con người chỉ là những hạt bắp bị đảo lộn xoay vần. Hơi nóng quần cuộn, hầm hập hút khô mọi khí sinh lực, tóe lên trong không khí những quần lửa sáng lóa liên tục. Chúng tôi phải hủy lộ trình định sẵn vì bị lả đi trong cái hỏa diệm sơn đó. Chỉ có thể ngồi gục xuống trong một cái quán dọc đường, đeo kính mát bảo vệ mắt, đắp khăn lên trán, uống nước liên tục và cố gắng không nhìn ra ngoài trời nắng để khỏi lóa mắt và đau đầu. Chờ cho đến khi nắng chiều nguội hẳn, chúng tôi mới dám lên mặt đường. Đây là chia sẻ của anh khi có cái hành trình vào trong những cái tỉnh miền Trung. Và nếu để gần lại các bạn thấy rất rõ, đây là miền đất rất khô cằn và cây lúa khó trồng và khó sống ở đây, cũng như năng suất rất thấp và ngoài ra cũng rất hay bị lũ lụt. Đặc thù của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà Đảng Cộng sản đang cố theo đuổi là sự yếu thế của những người dân bình thường. Đó là những người dân như các bạn vừa thấy với những thửa ruộng, và họ đành chọn cách mạo hiểm ra đi để bán sức lao động, mưu cầu cuộc sống của mình được tốt hơn. Và đây là hình ảnh của chảo lửa miền Trung, người dân đã phải kéo nhau vào hang để tránh nóng. Những ngày trong gió Lào, tôi nghĩ chỉ còn thành thị nơi có nhà cao che chắn và những máy lạnh còn có thể mang lại niềm an ủi cho dân công sở. Ở những vùng giáp biên giới, đồi chè, đồng ruộng, mùa gió Lào dường như sự sống chỉ bắt đầu khi tắt mặt trời. Sinh ra ở những vùng khí hậu khắc nghiệt như vậy, ai lớn lên mà chẳng khát khao rời khỏi, đến nỗi có những động từ xuất hiện phổ biến theo từng giai đoạn lịch sử. Thời xây dựng xã hội chủ nghĩa là thời thoát ly, và mấy chục năm nay cụ thể hơn là xuất khẩu lao động.
Và tất nhiên với hình ảnh mà các bạn đã thấy trong chia sẻ tại Việt Nam thì rõ ràng khi người dân nóng quá họ phải chui vào hang để họ ở như thế này. Thì đây là cái điều rất nghiêm trọng với những cuộc sống của những người dân bình thường. Và họ đã phải chọn biện pháp xuất khẩu lao động, nói thời trước đây đó là khi sang những nước Đông Âu để làm việc. Nhưng bây giờ không có những chương trình như vậy nữa thì họ đã bỏ xứ và ra đi và định nhập cư vào Anh bất hợp pháp. Những ai không thể ra nước ngoài thì cũng phải chuyển lên thành phố, thủ đô để kiếm sống và hy vọng rằng có cuộc sống tốt hơn ở đó. Đây là thông tin mà chúng tôi xin chia sẻ thêm. Đây là hình ảnh chảo lửa miền Trung, người dân vẫn cố gắng kiếm tiền để gửi về xây nhà và ở đây tất nhiên sẽ lắp những hệ thống máy lạnh hiện đại. Cách đây khoảng 6-70 năm, người dân miền Trung thoát ly phần nhiều bằng con đường đi du học bằng học bổng của nhà nước, trở về làm các công chức to trong các cơ quan nhà nước, hồi ấy chỉ tập trung ở Hà Nội. Sau đó, bằng con đường đại học hoặc theo chồng, theo vợ rời bỏ quê hương, sống ở các địa phương khác có điều kiện tự nhiên ưu đãi hơn, có nhiều việc làm hơn. Quảng Ngãi ở miền Trung, Nghệ An ở miền Bắc có truyền thống đoàn kết, có câu đùa là cứ có bằng tiếng Nghệ hay tiếng Quảng thì được nhận vào làm. Xuất khẩu lao động rộ lên từ khoảng 2 đến 30 năm nay là con đường vất vả hơn nhưng kết quả lại nhanh chóng và rực rỡ hơn. Theo chia sẻ, và rõ ràng các bạn thấy những cái khu nhà, căn nhà này ở Nghệ An thì đã được xây dựng bằng những cái đồng tiền của những người đi lao động xuất khẩu và trong đó có cả những đồng tiền sạch và có những đồng tiền nhiều khi không phải do sức lao động kiếm ra mà có thể bằng những hoạt động phi pháp. Và vì sao nhiều người nhập cư bất hợp pháp vào Anh lại chọn con đường tới Anh để trồng cần sa? Đây là chia sẻ thêm của tác giả bài báo. Và đây là hình ảnh các bạn thấy rất rõ, đây là những cái tội phạm tại Việt Nam khi sang Anh và đã trồng tổ chức trồng cần sa rất lớn, có tổ chức và đã gây thiệt hại rất lớn về sức khỏe cho những cái người mà tiêu thụ những cái sản phẩm này của họ. Và ngoài ra họ đã kiếm lời bất chính rất nhiều và đa số những số tiền đó đã được chuyển và gửi về Việt Nam. Con đường cần sa, con đường thứ tư, con đường cần sa đã trở thành những người chuyên cần theo các báo cáo của tổ chức chống buôn người cũng hình thành từ độ 2-30 năm nay. Tại sao 90% người Việt Nam nhập lậu vào Anh được cho rằng đã trở nên thành công trong việc trồng cần sa và sau đó có thể nâng cấp lên thành những chủ trại trồng cần sa để tiếp tục tiếp nhận những cái người khác tiếp sau đó? Theo báo cáo của các tổ chức chống buôn người và tường trình từ những người trong cuộc, các trại trồng cần sa thu hút người đến vì hai lý do, chủ động và bị động. Chủ động là từ những mối quan hệ biết từ Việt Nam, cùng làng, cùng xóm, cùng xã, cùng họ, đã đi sang trước và đang hành nghề ở Anh, dẫn người đi sau sang. Mấu chốt là lòng tin để đảm bảo một công việc nguy hiểm và bất hợp pháp được diễn ra an toàn và chót lọt. Đây là một trong những lý do như vậy. Và tác giả của bài báo đã chia sẻ những cái thông tin của mình như vậy. Và nhiều người dân ở miền Trung nhập cư không giấy tờ đã trở thành con mồi béo bở cho đường dây buôn người khai thác sức lao động và sức khỏe của họ ngay tại Anh, ngay tại những trang trại trồng cần sa này. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy là người Việt Nam đã bị cảnh sát Anh bắt đi vì họ đã trồng cần sa có tổ chức và điều này đem lại những cái tai tiếng rất xấu cho cộng đồng người Việt Nam tại Anh và sự việc vẫn tiếp tục tiếp diễn trong thời gian tới. Có điều nhiều người thắc mắc tại sao các khoản tiền lớn như vậy hoặc đã sang được Anh sao không làm nghề hợp pháp mà đâm đầu đi trồng cần sa. Thực ra họ không đâm đầu mà họ bị bắt phải đâm đầu. Theo các báo cáo chống buôn người của tổ chức IOM, các đường dây buôn luôn vẽ ra tương lai chắc chắn và giàu có cho những con mồi. Và điều này đã dẫn đến họ sang và họ đã vỡ mộng và phải bắt buộc phải làm trong những trang trại như vậy. Và băng đảng đưa người lậu sang Anh đã hứa hẹn với họ thu nhập từ 8 đến 9.000 euro, tức là tương đương khoảng 200 triệu đồng Việt Nam mỗi tháng, nên họ đã bị chiếc bẫy này và vướng vào và sau đó sẽ rất khó rút ra. Đây là hình ảnh một bài báo của Việt Nam trích lời một phụ nữ nhập cư lậu sang Anh bằng đường bộ, nghe nói làm nai được 1-2 ngàn euro mỗi tháng đã thốt lên. Sao ít thế? 1 ngàn euro hơn 30 triệu đồng tiền Việt Nam. Ở Việt Nam, đó là lương cấp cao của công ty lớn, trưởng phòng phải ăn học 5 năm trời cùng nhiều kỹ năng khác làm việc miệt mài ít nhất 5 năm nữa mới có thể có được. Một bác sĩ mới ra trường, lương chỉ có vài triệu đồng thôi, nhưng một bà nông dân mới rời quốc hôm qua, không có kỹ năng nào, lại dám chê 30 triệu ấy là ít, là vì đã quá tin vào mức lương 8 đến 9.000 euro mà đường dây này đã vẽ ra cho những cái người dân ở
vùng quê nếu họ sang được đến Anh. Được hứa hẹn và đảm bảo thêm những tấm gương sát nách đi 2-3 năm gửi tiền tỷ về xây biệt thự, những người dân mới dám thế chấp đất đai để có bạc tỷ đưa con em sang Anh. Và trường hợp vừa rồi chúng ta đã chứng kiến đó là những người đã bị mất trong chiếc container lạnh đó, và rất nhiều người rất trẻ, và điều đấy rất đáng tiếc cho Việt Nam. Và các khoản nợ với lãi suất khủng lòng vòng cùng tình trạng lưu trú bất hợp pháp tại Anh đã cuốn những nạn nhân buôn người vào một đường hầm không lối thoát, và điều đó dường như là cái bẫy vẫn tiếp tục quẩn theo những cái người mà sang bất hợp pháp này. Và đây là hình ảnh của một người Việt Nam đã bị cảnh sát bắt đi vì trồng cần sa. Cái bẫy của bọn buôn người tiếp tục răng ra ở đây, báo cáo của Pacific Link chỉ ra, sang đến nơi nhưng họ không có việc làm vì cư trú bất hợp pháp, không thể ký hợp đồng, bọn buôn người sẽ tìm việc cho họ với phí tuyển dụng cực cao, không có tiền trả phải không? Bọn chúng cho vay, dĩ nhiên với lãi suất cực cao, vòng luẩn quẩn bắt đầu và tiếp diễn. Cuối cùng, cái đích đến mà có lẽ nhiều người ban đầu không nghĩ đến hoặc tự tin cho rằng mình có thể né tránh vẫn là công nhân trồng cần sa để được có chỗ ăn, ngủ, trả nợ và tiếp tục sống ở đây. Vì vậy, để trả lời câu hỏi những người vượt biên có đáng thương xót hay không, tôi thì có, vì họ chủ động bước vào con đường nguy hiểm này, nhưng họ cũng chính là nạn nhân của nó. Nhưng những hệ lụy lớn hơn không chỉ xảy ra với chính những người đang bán thân đổi lấy tiền, mà còn nhiều điều khác nữa. Và tiếp tục, truyền thông quốc tế đưa tin lực lượng điều tra tại Anh và châu Âu đã đặt câu hỏi về những khu biệt thự rất lớn được xây bằng tiền gửi từ Anh Quốc về Việt Nam. Vậy liệu nó có phải là tiền bẩn hoặc do có hoạt động bất hợp pháp tại Anh và châu Âu đem lại hay không? Và đây là hình ảnh những thông tin của những lô biệt thự rất lớn đó mà các bạn có thể chứng kiến tại Nghệ An và Hà Tĩnh và nhiều nơi khi người dân đi nước ngoài đã gửi tiền để về xây dựng như vậy. Và những căn biệt thự tại Nghệ An được xây lên từ tiền gửi về từ Anh Quốc và từ châu Âu. Mầm họa của những cộng đồng điểm đích, những ngôi làng biệt thự miền Trung dựng lên từ tiền xuất khẩu lao động. Theo cả hai nghĩa, về hình thức tuy đã đổi thay đến lột xác, nhưng tôi ngờ rằng trong ruột nó không được huy hoàng như thế. Chủ nhân của chúng, hầu hết họ đi từ làng quê nghèo đến một tòa nhà trồng cần sa, bịt bùng, thức ăn đông lạnh, không dám ra ngoài và kết bạn, sống cô độc trong lo sợ pháp luật, nợ nần và ham muốn giằng xé. Không thấy ai được trải nghiệm cuộc sống văn minh ở xứ người hay thu nhận được khối kiến thức, nhân loại rộng lớn. Thậm chí sống ở nước ngoài nhưng họ vẫn không có cả cơ hội để học ngoại ngữ. Đây là hoàn cảnh của những người sang Anh và sang châu Âu khi không có giấy tờ và phải buộc phải làm trong các trang trại trồng cần sa. Trong những năm đó, con cái họ chủ yếu sống với ông bà, lớn lên thiếu tình cảm gia đình, thiếu sự giáo dục của cha mẹ. Quãng thời gian đó sẽ tạo ra những mất mát không thể bù đắp được trong sự phát triển bình thường của chúng. Và ông đánh giá như vậy. Và tất nhiên thế hệ trẻ ở những làng quê nơi bố mẹ các cháu đã phải bỏ xứ ra đi tìm cách kiếm tiền bằng mọi cách tại châu Âu. Nhiều đứa trẻ sau đó đã không thể học lên cao hơn nữa. Trong đó nhiều người, nhiều cháu đã phải chỉ học đến lớp 9 và bỏ học, và sau đó lại tìm đường để sang Anh một cách bất hợp pháp như bố mẹ của chúng đã làm trước đó. Và đây là hình ảnh mà các bạn thấy chứng kiến ngày hôm nay. Một trong những người được cho là như vậy, đó là những thế hệ trẻ đã, và nhiều người trẻ như vậy đã mất, đã chết trong cái container lạnh, và đã người nhà đã nhận được tin từ cảnh sát Anh ngày hôm nay. Tác giả chia sẻ thêm, tôi đọc trên mạng xã hội một bài viết, trong đó người viết nói làng họ chỉ còn người già và trẻ con, lứa thanh niên trung niên ở Anh đã ở Anh gần hết, cũng chỉ trồng cần sa mà thôi. Cách đây 20 năm con em trong làng thi nhau vào đại học, bây giờ không còn ai học đại học nữa, cứ hết lớp 9 là đi nước ngoài. Và tất nhiên đi nước ngoài bằng cách nào để các bạn đã biết, đó là việc lại tiếp tục đi trên con đường bất hợp pháp, vượt rừng để sang châu Âu và sang Anh, và tiếp tục lại theo con đường của bố mẹ. Rất rõ là những đứa trẻ này tiếp tục đi bằng con đường bất hợp pháp vì cha mẹ chúng vẫn đang sống thân phận bất hợp pháp ở nước ngoài. Với vốn liếng vào đời như vậy, rồi thế hệ này cũng sẽ tiếp tục cuộc đời tối tăm theo một cách khác. Phần đời trước của chúng không còn cha mẹ ở bên vun đắp tình cảm và giáo dục. Phần đời sau lại là sống, làm ăn chui lủi phi pháp, luôn lo sợ bị trục xuất hoặc trộm cướp, luôn dùng tiền mua các mối quan hệ, mua sự an toàn, cộng với những cú sốc văn hóa chắc chắn sẽ xảy ra. Tiền có thể có hoặc có thể chưa chắc đã có nhiều, nhưng giá trị đời sống và giá trị làm người thì lao dốc liên tục. Và nhìn ở những góc độ rộng lớn hơn, lối sống đó chính là mầm họa cho bất cứ cộng đồng xã hội nào mà họ đến. Họ là nạn nhân, nhưng cũng chính là tội nhân. Tác giả bài báo đã kết luận như vậy. Và một đất nước mà người dân không thể sống nổi,
họ phải cùng nhau ra đi tìm miền đất mới, nơi các nước có thể chế dân chủ, tự do và đa đảng ở phương Tây. Giờ đây, phần lớn những người đã bỏ mạng trong số 39 xác chết được tìm và phát hiện ở Anh là người Việt Nam, cho thấy một thực trạng xã hội tại Việt Nam đang đi vào khủng hoảng rất nghiêm trọng. Điều này cần thay đổi, nhưng trước hết phải vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội vì nó chỉ đem đến khổ đau cho trên 90 triệu người dân Việt Nam mà thôi. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy bình luận vào video này cũng như chia sẻ cho nhiều người biết và chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn, Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.